Tối qua tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ hội yoga quốc tế Đà Nẵng năm 2022. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của thành phố nhằm tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam Ấn Độ và chào mừng ngày quốc tế yoga lần thứ 8. Đến dự có trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, Phó đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và đại diện các sở ban ngành liên quan. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đà Nẵng và Ấn Độ ngày càng phát triển, thể hiện qua nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu hữu nghị phong phú như liên hoan phim Ấn Độ, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Ấn Độ và đặc biệt là ngày quốc tế yoga năm nay với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Lễ hội hôm nay nó khác biệt những năm trước. Năm trước là chỉ là tổ chức một buổi đồng diễn mà thôi. Tuy nhiên, kể từ năm 2022 trở đi là chúng tôi tổ chức thời gian nhiều hơn, hoạt động phong phú hơn và ý nghĩa nó sâu sắc hơn. Với chủ đề yoga, sống khỏe mỗi ngày, tối qua hơn 1.500 người đến từ các trung tâm câu lạc bộ yoga, các chuyên gia, huấn luyện viên yoga đến từ Ấn Độ và những người yêu thích bộ môn yoga trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đã đồng diễn tiết mục yoga chào mặt trời để lan tỏa thông điệp sống xanh, sống khỏe. Thực sự tôi rất là háo hức khi tham gia chương trình này bởi vì đây là một chương trình mà tôi chờ đợi rất là lâu rồi và năm nay thì tôi mới có cơ hội để có thể tham gia được chương trình này. Thì khi mà biểu diễn cái tiết mục vừa rồi á thì thực sự là cảm thấy là mình như hòa nhìn mình vào thiên nhiên vậy á. Bên cạnh cái tiết mục biểu diễn yoga nghệ thuật và đồng diễn yoga, có hơn 20 gian hàng của các sở ngành đơn vị đã trưng bày giới thiệu thành tựu trong quan hệ đối ngoại Việt Nam Ấn Độ, các sản phẩm văn hóa du lịch của thành phố Đà Nẵng, các sản phẩm dịch vụ liên quan đến bộ môn yoga, qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giao lưu, tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân Đà Nẵng với nhân dân Ấn Độ, đồng thời khuyến khích việc tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe của người dân Đà Nẵng.